nó im hơn đằng kia. Mến chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay ba anh em mình lại kết hợp để đi mò cá nữa cả nhà ơi. Rồi chào cả nhà luôn nha. Đây, đây nhóc cả nhà. Rồi chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà hay dễ thương à. Rồi hôm nay anh em mình vô con rạch này để đi mò cá cả nhà. Không biết nước nôi nó sẽ như thế nào nha, mò không biết có hay không, lát rồi trong quá trình mò mình sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem. Giờ mời cả nhà cộng hành cùng anh em mình để trải nghiệm một đêm đi mò cá nha. Thì mong rằng sẽ có cái thành quả tốt để quay cái video cho cả nhà mình xem. Đó, nghe cả nhà nghe nhạc không, giống đài phát thanh ha. Người ta đi xôi ba khía cả nhà, rồi xôi nha, người ta bắt vậy để cho đừng có lạc đường. Cái đó là tín hiệu để mình bắt nha, xong mình đi ra mình về. Rồi giờ anh em mình sẵn đồ lên chơi liền. Cạn rồi đó, cá nóc nè. Đây giờ anh em mình đi xuống mò nè cả nhà. Đó, đi mò vậy đó. Chưa. Gặp hang kêu không đụng được cái bực thôi. Hả? Cái bực nằm đây rồi đó hả? Ừ, mò vô rồi nhạc đùng đùng, không biết có dính bản quyền hay không. Không, nhạc này em gì dám đâu, nhạc quà tấu người ta mà dính bản quyền không nên xui cả nhà ơi. Nhạc lan mà bản quyền. Ui gặp hang cá cả nhà ơi. Ôi hang cá sai vậy. Ông cứ sâu lắm mà. Sao? Chứ có đường đi nữa đó, sợ mình động quá nó giằng ngắt. Nó lướt lướt vợ tôi. Cái đuôi nó nghe vợ tôi nè. Ờ không. Ôi. Có chừng á. Rồi. Lấy gì? Nó bận bận đó. Đưa vô vợt đi. Đưa vào nó cầm đi. Ừ sâu vậy? Bao nhóc không? Sâu quá. Lướt được chưa? Được bao chưa? Ông chậm đi. Rồi rồi. Chậm nhẹ nhẹ thôi. Cứ lấy nhẹ vừa thôi cho con kia ép nó kia vô. Rồi. Chưa? Rồi. Cái con cá đó. Có đường đi nữa không á? Có đường đi nữa. Ừ. Dạ không? Hả? Dạ không? Nãy nó đang lặn ngay vợ tôi mà. Có đường đi nữa, đường đi ngang đó đó. Hả? Có đường đi ngang đó đó. Ông chịu coi chừng cứ bao trôi. Cái gì? Bao đâu? Bắt cái giọt kia để vô. Giọt tăng đi cho bắn cái giọt này. Giọt giọt không mày. Tưởng được cái bao. Tao giúp một cái miệng bao này ra. Tao giúp cái vợt ra. Ông cứ dồn dồn vô. Ông dồn vô gần tới miệng vợt đi. Tới giờ đó. Hai tới chưa? Hai cái gần sát bên luôn. Vợt với không? Nhau cái bên bít luôn rồi. Từ giờ là chỉ là giúp vợt ra. Nhóc. Giúp vợt ra, em vợt đó nhóc. Em vợt đó đây tao đạp qua. Mày đợi tao đạp qua. Đúng không? Vậy cũng được. Ừ. Để tí nị ra đi. Mày chịu đó đi, để tí nị ra đi. Rồi nó cầm cái máy, tao đưa cái, tao rút cái vợt ra đưa cho mày. Để tao đạp qua bển nha. Ok không? Cái gì? Tao rút cái vợt ra, tao đưa cho mày em bển đây, tao đạp qua. Rồi. Ủa lỗi hả? Lỗi, sao quá. Ủa à? Sao đây mình đứng rồi ta? Sao đó lỗi mà. Đây mình đứng ngoằn cây rồi cả nhà. Tại ông cao quá.
À, cầm bao đó đi, cầm. Đưa bao cho nhóc. Vô đây đứng đi. Nè ngay đây, dính tay luôn nè. Ý là đưa bao cho nhóc kìa. Nhóc đâu có mà. Nhóc vô cầm vợt. Ủa vậy nó lùng dữ vậy ta. Nè, cầm vợt cái bao nha. Rồi. Giúp cái vợt nhẹ ra đưa vào nhóc cái vợt. Rỡn cái da rồi. Cái này rồi. Nãy nó quần ngay chân tôi. Chân miệng hang á. Không, hai cái đó là hai cái miệng hang đó. Còn đây ngắt nè. Khoan nha, khoan nó ấm nha. Nó lằn coi, có cái ngắt đâu. Đưa bà, giờ chưa? Một hai ba mày nhắn xuống nha. Chưa, nó nhắn đi, nó nhắn đi. Nhầm nhắn gì? Đi. Nhắn nhẹ thôi, nhẹ thôi. Vừa thôi. Quên nó rồi. Vừa thôi, vừa gá đi, vừa tao ém bao xuống đây tính. Gá xuống thôi, tao ém bao xuống tính. Rồi. Rồi ém bao rồi đó. Sao không ém lần đó mà lại làm cái kịch ta? Thấy không? Kỳ vậy. Đưa cái cây này. Nó còn đường nữa. Sao bồ? Nó trúng cho nổi. Rồi đào đi. Thôi cái này tôi đào không có thế rồi. Bộ vô đào đây tôi đi ra đi giờ. Đó. Này chưa cây gì? Đâu có vợt đâu. Tôi cao, tôi cao coi dính vợt cho. Giờ tôi đạp dính vợt, chịu dính vợt rồi đó. Cái ngách trên giữa luôn rồi vậy. À, rồi ok. Cầm công ok. Dẻo trên. Rồi. Đó, bao dứt. Ơi, cái bao dứt cái bao lưới với bao ấy đó luôn nha. Cái bên luôn nha. Lần lần đi. Sao không đụng bao kia? Bao kia cái bên luôn, hai cái dây dây nè. Lần cái chân đụng nữa. Cá lên, trời ơi, trời ơi. Cá lên. Có không? Có. Lên chưa? Có, lên rồi. Lần đâu đây vậy? Cá lên rồi á. Lên chưa? Lên rồi. Có rồi, có cá, anh nói có cá, sao không giật chai á cưng? Tung lên phát một rồi, từ từ. Có không? Cá lên rồi, mà nhưng mà phát. Có cá cả nhà, ui xì. Mở hang nghe. Mở hang, đầu xuôi đuôi lột nha. Nhúng. Lên chưa? Lên rồi. Lên con rồi đó. Rồi, ok. Rồi, lên con rồi đó. Ủa, vừa ấy chúng lên liền. Bự nhỏ à, thấy tung trọng lại. Đẩy lên cái kiếm máy nhẹ. Từ đất vô đây mò lại đường bên đây nè. Còn ngon lắm, nhóc mình gặp hang đóng nữa mà. Không? Ừ, hang nãy người cái te thấy đó. Cái te tướng nó hai cục phao. Đạp tới nó nghe bồ. Hả? Đạp nó đi. Ừ. Tại mùa này chưa có cặp, trong đây chưa có cặp á. Chứ nếu có cặp ha. Ừ. Có nào nhắc nó lên cặp không? Lên xui. Đó, dò hồi nó nung lên rồi. Nung lên luôn hả? Nung, bộ nung lên tới phải không? Hả? Bộ nung lên tới phải không? Đang đẩy qua đây biết. Tôi thấy cái độn cái chân rồi đó. Bộ nung cái nữa đi, rồi chụp cái ngang mình vợt rồi. Nhớ lấy hai cái bao được rồi. Ừ, này sâu về sợ dễ mất bao lắm. Không mà nhớ đấy. Cá này trọng đại. Cho lên luôn đi, kêu nó lên, cho lên vợt luôn. Chưa? Hình như lên rồi. Lên rồi. Giờ bộ chụp đi, xuống như chụp vợt đi, dưới bao luôn. Chắc còn. Coi lý cả nhà ơi. Nè. Ủa bộ chụp chưa? Rồi. Lên sao dưới đây còn dưới ngắt cái vợt ấy? Tôi vuốt lên này. Bao lộng rồi không? Ừ, cá cái bên này không? Gai á. Đâu coi bự không? Khui hang. Rồi, ôi nha. Tầm ký rưỡi á. Đây cả nhà. Nặng lắm. Ngon lành cành lá. Nhà ơi. Đã cả nhà ơi. Cái hàng này mình xém bỏ. Vô đem cái bao về tao nhóc. Lấy hai cái bao nha. Bao này ở. Ở vô đây okay. Còn cái hàng này. Rồi còn hàng nữa nha. Khoan, để lấy cái cá ra đi. Rồi ok. Bơi vô lấy cá đi. Ở trên này chút. Có cây. Đâu cắm được. Ông bơi ra đây luôn đi. Ông cột dây vô cái cây nè. Đúng rồi, cột dây luôn. Ừ. Rồi ok, để bơ ra đó, bỏ cá rồi vô cả nhà.
vỏ đậu tuốt ở đây xa quá. Rồi mình bơi ra đây rồi cả nhà. Đó nhìn nè, thành quả anh em mình mới xuống nha. Nó nhúng vợt ghê không? Xin không nghĩ. Ê dồi ngách rồi. Ngách nó hả? Sụp ngách rồi. Sụp luôn hả? Không, mới còn luôn. Trời, không sao. Chế ra cả nhà. Cà phê mấy cả nhà. Quá đã trời ơi. Đâu. Trời ơi, một lúc không có ai. Sướng quá nhóc. Ơi nhóc ơi nhóc. Rồi, ham cả nhà. Chìm ngưỡng con cá đi. Ê. Đây nè, con cá đầu tiên của anh em mình. Cá béo tươi rồi. Hả? Cá béo. Cá béo. Hết biết. Mày đúng ngắt. Rồi giờ mình ngồi trên đây luôn. Vậy phải không? Không, tôi không biết. Nó có đó. Đó. Hai ảnh dưới đó. Kim hàng phải không? Ờ, ăn qua ông á. Trong đây không có hàng nè. Ờ, nơi khác rồi. Đây, đây chọc con cá ra nha. Giờ mày ém miệng hang đi. Ém miệng hang này đi. Nè, ém miệng hang trước đi. Ém miệng hang dưới đi. Giờ ngồi ngách. Ông Sáu rồi đây chịu cái lỗ lỡ đi. Rồi. Đâu? Làm thêm một cái bao. Khoan khoan để từ từ. Cho nhóc xuống ém miệng. Để cái giò cho nó. Ở đây coi cái ngách nào hơn. Ngách đã lắm. Ờ. Nào, chừng nào. Để giò rồi. Ha, chừng mình đây. Để giò chừng nào mà mình thấy ấy rồi mình ém bao. Nào, xuống. Xuống. Đấy hả? Xuống. Rồi. Rồi xuống dưới lặn ém hang đi. Đây tôi chịu ngách rồi. Ê, ấy kìa. Gì? Vợt đó. Tiền vợt nè. Em vợt, em vợt. Em vợt miệng hang đi. Có hang đâu. Đó đó, ngay đây nè. Thắng, nè, đưa bao đây. Bao rồi. Đây có cái nè. Mì cầm này, chứ tôi đạp bao rồi. Này cái miệng hang nè, chứ không phải ngách đâu. Hai cái nó chỗ vậy nè, có ngách chính giữa. Bỏ thuốc nữa. anh em mới mổ xuống khúc cái lạnh. Ủa ngách chà bá ngách trật. Đã rồi. Chừng hai hang khác á tôi. Hang nó nghĩ hang khác. Ừ. Hang này xuống đây nè. Ừ. Lấy một hàng khác nhau. Dễ á hả? Ừ. Tôi chưa bồ. Hả? Tôi chưa. Bán thử. Bồ nhắn cho cứng đi. Cắm cái đít, cắm cái cán vật xuống dưới đi ép vô rồi. Rồi. Được chưa? Giờ sao ta? Ém này xuống lần đạp ra hả? Hả? Ém xuống đạp ra nhẹ nhẹ hả? Còn ngách này chi? Phan. Thì rồi, tôi chịu đỡ rồi đó. Ừ. Giờ bồ mò ngách. Chịu khó, cởi áo ra đi nhóc. Đây ta ém đây luôn. Có nhóc đi mà ngách. Mà ngách đâu có ngách. Ngách, ngách đâu bỏ im đó đi. Không, không có ngách. Rồi thì còn bao nè. Ừ. Nếu không có thì đưa bao ém đây luôn. Ừ, má tưởng bỏ. Má lỗ cẳng nổi máu quá trời luôn. Ném về ém đây luôn. Là đi lấy cái xạo không? Không có, là lấy xạo cái. Cạn mà. Lấy xạo cho nhóc cho quẩy nó chịu cái vợt chứ. Không, sát bên nữa. Tương quyêu. Đưa vợt đây chịu đây. Ủa bao đâu chịu đây. Giờ tôi đạp bằng gì? Đạp. Thì đạp bằng cái bao bự. À, nhóc là chịu vợt. Thằng đâu rồi? Ấy, một cầm vợt cái nha, nó xui vậy nó xiếp vợt á. Nghĩ lên chảnh xíu. Rồi em chịu rồi đó. Giỏi, hốt. À, người dọn đặt luôn cái. Ủa đâu có nghe gì qua đây đâu ta. Tôi có đường gì đây không? Tôi sợ ông ăn lại bên kia. Ừ. Đập cái phịch luôn. Không, cá mà ấy miệng hàng nếu có cá nó ra nhanh lắm. Cái gì? Vậy. Đừng có cá. Gì? Kéo dựng đi. Có ngã ba đây nè. Ngã ba này ngã ba cụng á. Giờ đây. Đây khác nè Tư. Đúng rồi. Ba cùng chừng có cá lên đây cái bao rồi ta xiết cái bao vô đây à bỏ vợt ra ngoài đi bỏ vợt ra ngoài đi mồi giọng nó có ngách nha
Cái ngách chắc cá già luôn. Không, đạp thẳng xuống đây nè. Vậy hang này hang khác rồi. Ừ, hang đó hang khác đâu dính líu rồi. Nhưng mà vậy mà ngách coi à, nè bồ dắt quá trời. Lại không cứ dò đây giờ có biết ngã ba này. Xuống, ngã ba như đây nha. Đó. Không, ngã ba cũng. Ngã ba thì lên không chậm. Vô không chậm. Ngang này là ngoạn mới là ngã ba vô chậm bồ. Vô không chậm á, đất cao mà. Có cá đó. Cái kia xào cho nó. Lý á, nó ba lý. Tại mình động rồi nó cũng giúp luôn. Nó cắm bồ bồ hợp chưa? Làm gì? Ai biết có cắm có lặn mà thế. Học chân học đồ vô thế không á. Vẫn đỡ buộc. Vậy có cá có cá. Học cho đụng cái đuôi đi. Bắt cá chắc dạ lắm cả nhà ơi. Cá con lâu nó mới bắt nổi. Tại vì hang chậm mà. Rồi, ra thèm thuốc rồi. Nãy anh em mới mò. Có cá. Ơi mò thôi đúng mà. Cái anh em mình là mới mồi thuốc rồi. Xong cái đụng hang cá ăn cái là xong rồi đi thuốc ướt luôn á cả nhà. Hút chừ. Xuống nước rồi. Xuống nước này cỡ nào cũng phải hút thuốc đi đêm đi hôm mà. Rồi để anh em mình hút thuốc cái neo anh mò dài ra đó cái nữa cái kim dài con cả nhà ơi. Nhức nhộm luôn. Rồi, ngách lắng lẫy nhức nhộm. Ngon lành thêm cái bao ấy nữa được. Bao kia nữa phải không? Ừ. Ok. Ai. Đó, mạnh ra đó. Ừ, tống ừ tống coi. Ai mà đứng trên đây không né là tống vô mặt luôn cả nhà. Nhúng, nhúng. Fan đụng cá nghe fan nữa không? À, xích nha này nè. Đi đâu, nó đạp đâu rồi? Ngái cây. Nhóc đi ra ngoài cái hang ngoài rồi cả nhà. Ủa. Cây này. Đúng rồi. Nó hốt gì ngoài rồi. Nè, cầm nè. Mò nó đang đi kìa. Ôi, đừng mẹ cá tao bự. Đó, vô. Mày có con cá hả? Ờ. Giờ sao rồi? Nó làm em ve chẳng á. Cùng hả? Con cùng hả? Ai biết nó cùng hay không nào em ve. Tôi sợ nó ăn một cái lỗ bể vô đây nè. Đó. Nhìn nhóc cự ta. Cá ăn cá bự. Cái này là sao? Hả? Cái này sao? Em bao hả? Chịu đó đi. Ờ, để bao. Ôi, giờ cái bao. Đưa bao. Nhỏ ai? Con nhỏ đâu? Con nhỏ đâu? Con nhỏ ở đây nè. Nè nè nè. Rồi. Này bỏ đây nha. Ừ. Bỏ đi. Nó chắc nó đạp cá ra luôn. Qua lo này nè. Trời, cá này chắc cú đi. Nè bao nhỏ nè. Cá chui dao rồi phải không? Đâu? Chạy ra rồi. Chạy hả? Đã này nó tao chỗ ở đây luôn rồi. Nhau. Mò gì? Rồi, chịu giò, xảy rồi. Xảy sẵn rồi. Nó chỗ ở đây mà. Ủa trời, dễ gì. Ê, còn không? Còn hả? Nè, bao nhỏ nè. Hả? Bao nhỏ chơi không? Quất luôn, quất luôn. Quất luôn đi. Rồi, nó uống nước à. Chẳng này uống nước à, cả nhà. Sáng, sáng điệu nhà không nói. Cả nhà thấy tội nghiệp không cả nhà? Lên đây, lên đây. Tôi bao nhỏ. Nè. Lung tung mang luôn. Nó lấy hơ cái gì luôn mà, nôn rồi cả nhà. Sợ cá sĩ ra. Cá chứ anh em ăn vậy là thôi. Đó là vậy đó. Đã đời mới được vậy, uống cá nước không đơn giản cả nhà. Lên cỏ không? Thở rồi. Dạ. Vậy. Trời ơi, nó thở mình tính nó cười con cá. Trời ơi, thôi nhóc thôi. Tiếu được chứ. Anh thấy nó lên cá không?
No. Ôi, cá đi tùm lum luôn. Mà còn không? Ôi, nó chan qua mấy cái lỗ bể hoài luôn. Mà còn không? Có thể chuẩn bị ra. Ra đâu? Sẽ... Mày bắt được không vậy? Nè, mày lấy hơi mạnh lên. Một bắt được hai sảy rồi. Rồi. Dạ, chẳng bắt được. Nó cá bự mà. Nó sảy uổng. Nó cá bự mà. Nó đang chuẩn bị chen ra. Đọc rồi ta. Thôi, thôi. Lên. Còn mạnh không? Còn mạnh không? Trời ơi, hay quá nhóc ơi. Ôi, nó chen đi tầm lum ta. Rồi, tấm hình anh luôn đi. Đây, đâu, đâu. Dương cá lên đây. Càng gần lại xíu. Quá đã, cà bồ. Rồi, ok. Cực kỳ. Cực kỳ. Hay. Bê. Không sao, máy không dính. Ôi, ngon lành này cả nhà ơi. Cuối cùng cũng được con cá nữa. Lẩu luôn, ông thấy không? Nó chen đi tờ lừa luôn. Đây cả nhà. Đó. Quá tuyệt vời. Ê, con cá lên. Tôi mới đụng à. Hả? Mới đụng cái bao à. Tôi vừa nhấp nhấp cái bao à. Con cá lên, cá lên. Đạp đi nhóc, đạp đi nhóc. Chưa? Đạp lên sao? Được chưa? Cứng chưa? Dạ, cứng. Trời ơi. Cá lên xong nó tới cái đầu nó tới đây thấy rồi. Ủa, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Ủa, dây đừng chạy xuống nhóc không đỡ. Không, không sao. Tại đất ăn siêu sao sâu mà. Đưa đất thịt mà. Ủa, sao nó lên tới đây nó không lên. Ủa, nó ồ trụt ra. Cá bự lắm. Lấy vô bao không? Cá bự lắm kìa. Rồi lên rồi, lên rồi nhóc ơi. Cá bự lắm mà. Tao lôi nó lên mà. Tôi nó thụt ngược rồi tôi đẩy nó trở lên đó. Nó thụt chơi chạy ra tôi. Ôi, vô. Đâu rồi? Vô. Ở chưa. Ôi rồi. Ừ. Ôi sao sao rồi. Con mày học máu rồi. Chưa, cái đuôi lên rồi nè. Cái đuôi lên đây mà chưa lên kìa. Rồi rồi. Ở nó quậy cái giò tao. Làm sao xảy luôn đi. Ôi đi. Anh lôi lên hay gì á? Từ từ. Mày tới bao chưa? Tới dừng giật chưa? Hả? Chưa. Khoan từ từ. Vậy cho cây, đưa cây. Cho nhóc đạp vô đi chứ. Khoan. Chịu đó đi. Con cá nó lên đây rồi nó dính gai cái gì cái giành giật. Tụt năng nó lên không à, được. Từ hiểu không? Hiểu không? Tháo già cái gì? Ờ giờ cắm cây nó. Này, tao lặn cho nó lên nè. Khoan từ từ. Thấy không? Hang vậy mà thấy con cá liền phải không? Cá chập bá luôn mà nó thục cho bá luôn. Thục nó ra luôn tôi bóp cái đuôi tôi đẩy nó thấy không? Hên nó hò được ngoài ông nội ngoài đạp nội đạp nó hồi con cá ra ngoài luôn. Sao con cá nó thục ra tôi hoài kỳ vậy ta? Nó bị vướng gai. Tôi nắm cái đuôi nè, tôi đẩy nó bị vướng gai. Chọc chứ vô. Anh nói nó bị vướng gai dưới kìa. Sao vậy? Cá mấy ký. Gỡ cái gì vậy? Đã cái đùi bự cái hang đơn giản mà đó. Sao tư à. Sao rồi giờ đạp đi nó da gai chưa rồi nó hơi xúc ra được lên được khúc rồi. Chịu rồi chịu cá luôn á hả ừ. Ok mấy ký luôn hả cá mấy ký luôn hả thì bự lắm mà không sao 2-3 ký không ừ đẩy cả 2 ký mấy đi cho nhóc lên tới luôn đi tính sao nhóc lên tới ém cái vợt ừ thun cái bao vô luôn tay bóp vợt ngắt tay bóp vợt ngắt lại hả tay bóp cá chịu cá ngắt rồi bầu cứ rò thọt mấy con còn nào nữa không thôi chắc không quá ý đạp đi gì không là chắc không quá gì nó lên tới thì gì nó lăn anh ơi lăn cho nó đừng giúp bậy giúp bà không con cá đã chụp trong tay rồi à bắt trong tay luôn rồi hả chụp cái vợt trong tay rồi nè chụp về vô đây cá nào sảy nè dính gai thôi nhóc ổ cá nè dính ngay vậy nè đâu cầm ngay ok đây cả nhà dính luôn quá đã cả nhà dính ngay cả nhà dính ngay nó không lên nè thằng nhóc ờ dính ngay tao lộn nó thật ngược lại tôi không quá đã nhúng đi cưng ngược lại tôi sợ chảy nhúng đi xình luôn á khoan từ để em đi tôi bóp cái đuôi tôi đẩy ngược cái vô cá nào dạ bỏ lên khoan từ tôi ơi cái gì vậy đổ ra cây cho anh cái nhóc đổ ra cho anh cái nhóc dính gai dính gì vậy này không lên vợt mà đổ dưới kia đi nó quậy vậy đó thấy cái đầu nó vậy sao lên nhóc dính gai cái gì lên
cho nó quay xuống. Không có quán à, không có giật ra hay sao? Quá đã. Đúng rồi. Để tôi cầm cái cho bù giật cho cái nữa. Cầm xa xa ra, không có cầm gần được. Được chưa, gai nào? Chưa, còn dướng hai bên gai đây. Gai bên này kìa, bên kia kìa, bên, bên kia kìa, bên kia kìa. Đó, ôi nó đã. Nó đã sướng cả nhà ơi. Ba em mình hả? Tiếp đi, nhanh đi. Nước lớn rồi, lấy bao đồ lên hết chưa? Cây rồi đâu? Bao lên chưa? Rồi rồi. Vậy, bao lên hết rồi, đủ rồi. Rồi anh em đi về tiếp tục cho ngoài cả nhà. Con nữa nè. Rồi đây cả nhà ơi, thành quả của ba anh em một ngày lận hợp nè cả nhà. Đêm, một đêm mất cái lộn, quên ngày. Đi nay đi đêm cả nhà. Con cá kia đầu đàn. Cá này đầu đàn. Cá này cá cuối hay cá giữa? Cá cuối. Cuối cùng. Cá này cá cuối cùng. Không, không sao cũng gặp hang nhưng mà không có cá cả nhà. Nó không lên giọt. Nước này như cá da nhiều quá. Được con cá hổ, ba con cá dày thì anh em cũng may mắn đi cả nhà. Sợ tôi nuôi lóc luôn, nhóc nó khóc lóc cái lễ lum. Qua bỏ cá vô. Giờ anh em bỏ cá vô giọng rồi, sáng anh em đi bán cả nhà. Ngon. Rồi, thôi, clip của anh em mình cũng khá là dài nha. Mình xin tạm dừng clip ở đây. Hẹn cả nhà những clip mới nhất của anh em mình nha. Xin chào. Bye cả nhà. Rồi, bỏ cá vô giọng rồi. Rồi, lạnh rồi. Giọng này gần 30 ký cá.